Càng đến gần Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, người trồng hoa xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên lại tất bật với những vườn hoa tươi tốt, hy vọng về một vụ hoa bội thu để có một cái Tết đong đầy, sung túc. Khoảng 10 năm trước, xã Xuân Quan vốn là một vùng đất thuần nông, chủ yếu canh tác lúa, ngô, nhưng nhờ chính sách khuyến khích của các hộ dân hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung để góp phần xây dựng nông thôn mới. Đến nay, làng Xuân Quan đã trở thành một vùng hoa trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, một vựa hoa lớn ở miền Bắc được nhiều người biết đến. Theo ông Lê Quý Đôn, chủ tịch xã Xuân Quan, hiện có hơn 60 diện tích đất canh tác của xã là dành cho hoa và cây cảnh, với 900 hộ làm nghề trồng hoa. Tổng lợi nhuận từ hoa, cây cảnh của xã mỗi năm gần 200 tỷ đồng. Mức thu nhập hàng năm sau khi trừ mọi chi phí của các hộ trồng hoa dao động ít nhất từ 300 triệu cho tới hàng tỷ đồng. Các hộ trồng hoa có thu nhập cao ở xã Xuân Quan chủ yếu là những hộ đi đầu trong phong trào phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Phần lớn, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm cây lương thực, thực phẩm sang trồng cây hoa, cây cảnh và cây công trình có giá trị kinh tế cao. Diện tích chuyển đổi khoảng 130 ha, chiếm 2/3 diện tích đất nông nghiệp ở Xuân Quan. Trồng hoa cây cảnh được xem là một hướng đi hiệu quả, đang mang lại những mùa xuân ấm no, sung túc với người dân xã Xuân Quan, ngay trên mảnh đất quê hương mình, một cách bền vững. Thu nhập cao ở xã Xuân Quan chủ yếu là những hộ đi đầu trong phong trào phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Phần lớn, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm cây lương thực, thực phẩm sang trồng cây hoa, cây cảnh và cây công trình có giá trị kinh tế cao. Diện tích chuyển đổi khoảng 130 ha, chiếm 2/3 diện tích đất nông nghiệp ở Xuân Quan. Trồng hoa cây cảnh được xem là một hướng đi tế cao. Diện tích chuyển đổi khoảng 130 ha, chiếm 2/3 diện tích đất nông nghiệp ở Xuân Quan. Trồng hoa cây cảnh được xem là một hướng đi hiệu quả, đang mang lại những mùa xuân ấm no, sung túc với người dân xã Xuân Quan, ngay trên mảnh đất quê hương mình, một cách bền vững. Bền vững.
Thank you.
Yeah.